cuộc họp lần thứ 19 Ủy ban Thường trực Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á, gọi tắt là ICAP, đã diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam đăng cai hoạt động của ICAP với tư cách là Ủy viên Ủy ban Thường trực. Đã có 37 đoàn đại diện lãnh đạo các đảng cầm quyền của các nước châu Á, các đảng chính trị lớn, các quan sát viên và khách mời quốc tế thuộc 28 quốc gia đến từ 5 châu lục tham gia sự kiện này. Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á là một tổ chức được thành lập cách đây 13 năm với mục đích thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các đảng chính trị thuộc các hệ tư tưởng khác nhau, tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa các quốc gia châu Á vì hòa bình và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Đến nay, ICAP đã có hơn 340 đảng thành viên từ 53 nước ở khu vực. Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia ICAP ngay từ khi tổ chức này được thành lập và được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường trực. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam lần này đăng cai tổ chức hoạt động đa phương chính đảng thể hiện sự tham gia tích cực, đóng góp hiệu quả và trách nhiệm đối với công việc chung của tổ chức lớn dành cho các đảng chính trị trong khu vực. Hội nghị ban thường trực lớn nhất từ trước nay của ICAP. Việc đảng ta tổ chức hội nghị lần này thì nó thể hiện việc triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại mà đảng ta đã đề ra. Đây cũng là một biểu hiện cụ thể của cái việc triển khai nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 11 về đối ngoại, chứng tỏ Việt Nam là một cái đối tác có trách nhiệm, một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cũng như là thành viên có trách nhiệm và một thành viên tích cực của các tổ chức quốc tế mà chúng ta tham gia. Trong hai phiên làm việc, các đại biểu cùng đại biểu khách mời từ các đảng châu Phi và Mỹ Latin đã trao đổi ý kiến về việc tăng cường quan hệ giữa các tổ chức đa phương chính đảng thuộc khu vực châu Á, châu Phi, Mỹ Latin nhằm thúc đẩy sự hợp tác còn hạn chế giữa ICAP với các đối tác ở hai khu vực này. Về quy chế quan sát viên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc của ICAP, các đại biểu nhấn mạnh với uy tín của mình, tổ chức ICAP xứng đáng được công nhận là quan sát viên của Liên Hợp Quốc. Các đại biểu đã thông qua các phương hướng về biện pháp tiếp tục vận động vấn đề này. Việt Nam là một tấm gương hết sức tiêu biểu trong các nước châu Á. Với tư cách là một thành viên của ICAP, Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều sáng kiến và đóng góp thiết thực vào việc thực hiện những mục tiêu dự án ưu tiên của ICAP. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hoạt động của ICAP và việc các bạn đăng cai tổ chức hội nghị này một cách rất chu đáo đã thể hiện cho điều đó. Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều đoàn đại biểu quốc tế đã có cuộc tiếp xúc với đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam, trao đổi về các vấn đề thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng bạn.